Pues yo. Trời ơi, cá hơi bự không luôn anh. Thấy không? Trời ơi, cá thấy ham luôn rồi. Này, cá bự 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 không? Này điểm mới đây nè. Đó. Mình cá bự thấy xin chào cả nhà mình nha. Nay tiếp tục đi chạy cả nhà. Sáng mình chạy nhỏ rồi thấy phí cả nhà. Nãy mình ở dạo này mình chạy được mấy chài, 4 chài 7 8 phí rồi. Rồi cái mình tôi dạo theo quay nữa cả nhà. Rồi có cá nhà đang ở nhà khai chiến cả nhà. Hy vọng nó trúng. Ý là nãy mấy cái tiền này mấy cái tiền mình điểm không cả nhà. Ý là nãy ở nhà em bán cái cá hồi sáng anh nhớ đi chài cái anh nhớ anh đi bỏ thêm thấy có cá thêm dạo nữa. Rồi là có hôm mà mình không có theo quay, sao anh chài 4 chài thấy đâu được 7 8 ký cá anh nói thôi chạy về kêu em đi theo quay. Nãy đang ở nhà bán cá ở nhà luôn. Đem cá về cái nói quả quả cá rồi mà quả trúng rồi đi theo quay đi. Hả? Ai chài? Phải không? Người ta thấy mình thảy mồi á hả? Kìa. Chài không? Chắc đi chài lên. Mấy con à? À chài này có mấy con à cả nhà? Cái bực ở dưới đó nó sâu quá không dám đi xuống. Cái chài cá nó quợn dữ gì có gì ta, cái chài nãy ở nhà nó mình phải thấy ở bên hông nhà người ta đó, cái chắc là thấy mình thảy mồi hay sao, người ta cũng có chài nên người ta chài trước mình luôn. Ôi người chài trước mình luôn bởi vì mình còn chài. Chính gốc hả? Nó bực sâu lắm mình không có xuống dưới được. Có không? Rồi văn dưới thằng con rồi. Gốc cây cha bỏ hoài. Cái cây này cái lượm con cá bự ra kìa. Cái gốc cây này dục hoài mà cũng còn dính hoài luôn. Trời, con cá bự ngon quá nè. Hai ba ba con luôn, ba con bốn con cá bự luôn cái này. Không có chỗ để đứng quay luôn anh. Đi vậy hả? Ừ nãy em thấy cũng quợn bự lắm á. Bỏ mẹ trên bờ đi. Mình đã trên bờ rồi nè. Bon sai bon gì đó.
Có đầm không? Có. Cá bự hả? Ủa con cá bự bây giờ cái ấy kìa anh, cái chừng nó nhảy thấy ơi nhiều quá anh ơi, nhiều ê, cái chừng nó lại ngoài dễ lên luôn đi. Ê con cá nó xuống rồi, rồi đi ra ngoài con cá bự luôn rồi. Có chạy qua không anh? Ít mới dạy có, mới có dạy con chạy một à. Điện cái gì cả? Điện đâu? Xe tránh đường cho xe chạy. Ủa xịt cá lồng rồng hả chị? Cá lồng rồng đó hả? Nhiều dữ rồi. Quay lên luôn đi, chạy cá dính cá lồng rồng. Ui da, ui da, chết rồi, nghe nhậu kiến lửa má ơi. Chết rồi anh ơi. Ui. Ô, mình tưởng không thấy ăn kiến vàng không luôn. Ôi, cắn muốn chết luôn. Nghe nhổ cái lửa không thấy luôn, kiến vàng bự bự không? Có không? Đó, cái cây đó đó, xuôi cho nó xuôi xuống. Đó, ê, cá bự bự không luôn anh. Thấy không? Cho thiệt nhiều đi, quá trời xinh nè. Chàng ơi, cái chài này cá bự bự không luôn. Vô rồi, vô, vô một khúc rồi. Được không? Nè, đó, cá bự bự không. Bởi vậy hồi nãy anh nhớ anh đi chài được ba chài mà 6-7 kg cá, bởi vì anh chạy về anh kêu em ơi đi theo quay. Chứ hồi nãy mình ở nhà anh bán cái chập cá hồi sáng đó nha. Trời ơi cá ham luôn rồi. Cá bự 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 không? Đó. Mình cá bự thảy thùng trước đi anh. Máy tiếp lụm cá anh nhớ nhà đúng thôi nó chết chứ. Dính trà nữa.
không có nhiều mấy con. Nó lựa vô rồi rửa luôn đi để cá nó chết chưa. Vậy chứ ông trời, mấy bữa trước ba bữa liền không có con cá nào bỏ mồi hết trơn luôn. Ừ, ngày nào cũng đi chài mà dở lên chài không không à. Rồi bữa nay ông nói để tao chài bữa nữa, rồi thử coi nó làm sao. Bữa nay mà không có nữa tao nghỉ đi chài luôn. Em biết có cá không biết liền. Này điểm mới thôi nha. Nhiều khi mấy cái điểm mới gì đó mà nó không có ngon mà mấy cái điểm cũ. Mấy điểm cũ cá nó lên ăn hoài luôn. Con này không vậy? Hả? Con này có con không vậy? Đỏ. Nó sao nó thấy nó hay leo leo lên chài vậy đó anh? Nhóm ngược nước thì cá leo lên sao? Ơi có đó anh ơi. Có cái nhỏ chứ anh không có. Ơi cũng nhiều đó. Có cá bự nữa ông ơi, rồi rồi á, chứ phải không có bự nhiều, có cây chà. Lúc nào cũng có mấy cây chà này hết. Ừ. Nãy anh nhớ anh tính bỏ cái tì này anh không chài luôn á cả nhà. Tại thấy lâu quá lâu rồi. Đâu có bỏ chài nào đâu hả anh? Nhưng mà nãy anh chài 4 chài là em không có được đi theo quay rồi. 4 chài nãy phải quay là im mà. Ừ. 3 chài hay 4 chài gì đó quên. Mấy chài anh? 3 chài. Ừ, 3 chài 7-8 ký cá luôn cả nhà. Mà nãy ở nhà bán cá rồi không có đi theo quay. Nhớ thấy trúng quá anh chạy về anh kêu. Tại đây em nhớ anh cũng chạy gần nhà chứ không có xa, chừng 3-4 cây số gì à. Cái này về rồi nè cả nhà. Ơi quắc căng anh ơi. Nào 5 ký thì nó không nhiều đâu, 5 ký thì chỉ 4 ký. 4 ký cá bự với cái thao cá nhỏ này nữa nè. Cái nhỏ này để lên căn thấy coi. Cái nhỏ đó mà mình lấy cái căn bự á hả? Để cái đó trước cái đi, để cái đó trước cái đi. 4 ký 4. 4 ký 1. 4 ký 1. Đi 1 rồi để cái này lên. Này nước không sao. Chắc nước cho. Để cái này nãy anh nhớ anh đem về cái đợt trước á cả nhà. Bán hết 1 ký rồi đó. Cái bọc bự hồi nãy cũng bán 1 ký là 4 ký, cái cá bự là 5 ký phải không? 4 ký còn 3 ký gửi là 4 ký này nè, 7 ký gửi, 7 ký gửi với 3 ký cá bự nữa, 10 ký gửi. Ê, 10 ký gửi là 15 ký dạo này á, thấy không? 15 ký luôn cả nhà đó. Này cái này để anh nhớ anh đổ thao ra cá bự hồi nãy anh đem về mình cũng bán hết rồi đó. Chắc hết cái nước nó đi rồi cái hả? Đổ vô thì để nó chết hết thì lên nước lên nó chết. Cái này là anh đổ ra đặng em bán cá chợ luôn nha. Rồi em xin kết thúc clip đây hen cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay cho em xin một like, một đăng ký, một lượt chia sẻ cả nhà ơi.